Vào khoảng 10 giờ trưa hôm qua trên địa bàn huyện Hòa Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách dừng nằm và xe gắn máy, làm một người chết và một người bị thương. Vào thời điểm trên, xe khách dừng nằm Thanh Thảo mang biển số 51B17166 đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ Cà Mau Bạc Liêu chạy cùng chiều với chiếc xe gắn máy mang biển số 94D120532. Hai xe va chạm với nhau trước khu vực trung tâm hành chính của huyện thuộc địa phận thị trấn Hòa Bình tai nạn đã làm một phụ nữ tử vong tại chỗ và một người nam đi xe gắn máy bị thương được người dân đưa đi cấp cứu nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ